Thử thách một ngày ăn toàn là táo. Hello hello mọi người, lại là mình Hạt Tiêu Foodie đây. Món đầu tiên mình đọc thấy lạ nên mình sẽ làm thử cho mọi người xem. Tên món là gỏi táo. Công thức pha nước chấm mình sẽ để ở trên màn hình. Giò với táo mình sẽ cắt nhỏ ra rồi đổ nước sốt vào. Thêm rau muối nữa nha. Trộn đều lên là xong rồi đấy. Bình thường thì mọi người hay làm với thịt gà, nhưng mình lục tủ lạnh thấy mỗi miếng giò thôi đành chịu. À mọi người cho tỏi và ớt vào trong nước mắm mình sẽ ngon hơn. Miếng giò ngấm sốt khá là ngon, cùng thêm vị ngọt tự nhiên của táo, ăn khá là lạ miệng đấy. Có ăn rồi thì đương nhiên là phải có uống. Để thử thách bản thân một tí bằng cái kinh nghiệm chưa một lần pha chế, mình đã pha ra cái món soda táo, nhìn thì có vẻ là ngon đấy, nhưng cái vị giác sắc bén của mình lại không cảm nhận được mùi táo, không khác gì bày áp rồi bỏ đá vào. Nhưng với cái thời tiết nóng bức thì mình vẫn hút hết cốc nước. Cuối cùng mình sẽ tráng miệng bằng một món cực kỳ là nhức nách, táo dầm sữa chua. Thề với mọi người là thêm một hộp sữa chua mà vị của quả táo nó ngon hơn gấp 10 lần. Nếu mà cầu kỳ hơn mọi người có thể cho thêm cốt dừa và đá bào vào. Mình bị mắc bệnh lười cho nên mình chỉ ăn thế thôi. À mà cái món táo dầm sữa chua này chỉ xếp thứ 2 trong lòng mình thôi. Đứng đầu tiên phải nói đến táo cắn dở. Hình ảnh cắn táo bên trên chỉ mang tính minh họa.